Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ theo dõi phần hỗ trợ bạn hiểu thêm về bài học trong giáo trình chính của lớp. Mời bạn đối chiếu với bản gốc tiếng Anh nhé. Nội ám ảnh điện tử. Hơn 25 triệu người ở Anh sử dụng Facebook. Con số này tương đương với 45% dân số đất nước. Trung bình mỗi người dùng dành hơn 6 giờ một tháng trên Facebook. Facebook là một nội ám ảnh nguy hiểm hay chỉ là trò vui vô hại? biten 17 tuổi đã viết trên trang điện tử cá nhân của mình về cảm giác của việc ngừng sử dụng Facebook. Facebook và tôi. Người viết: Biten. Ngày 1 tháng 5. Tôi nghĩ mình là một con nghiện Facebook. Ngày nào tôi cũng đăng nhập Facebook để tán chuyện với bạn bè, một vài người bạn ngoài đời thực và cả tá bạn bè trực tuyến. Đôi khi tôi có tới 10 cuộc trò chuyện diễn ra cùng một lúc. Việc đăng tải những bức ảnh và cập nhật hồ sơ Facebook của tôi luôn diễn ra đều đặn. Nhưng gần đây tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nếu tôi không truy cập Facebook trong hơn một vài giờ. Và rồi, cuối tuần trước, tôi đã quên cuộc hẹn với một người bạn, chỉ vì tôi đang trực tiến. Tôi nhận ra vấn đề của mình. Vậy nên tôi đã quyết tâm từ bỏ Facebook trong một khoảng thời gian. Ngày 11 tháng 5, tôi cảm thấy, từ bỏ Facebook là một điều thực sự khó khăn. Facebook và bạn bè của tôi muốn biết lý do tại sao tôi rời đi. Tôi đã dành vài buổi tối đầu tiên để tự hỏi mọi người đang trò chuyện về điều gì trên facebook tôi thậm chí còn gọi điện cho một vài người bạn để tìm hiểu đêm thứ tư không quá tệ tôi thực sự tập trung vào bài tập về nhà tốt hơn và có nhiều thời gian hơn để xem các chương trình truyền hình và tôi đã nói chuyện với bạn bè suốt ngày ở trường vào cuối tuần đầu tiên tôi đã kích hoạt lại tài khoản của mình tôi nghĩ facebook rất thú vị và hữu ích để đăng tin nhắn cho bạn bè và chia sẻ ảnh nhưng tôi sẽ cố gắng không dành quá nhiều thời gian cho nó trong tương lai. Nathan, thần, đến từ Luân Đôn, tôi đã tạo một tài khoản Facebook vì bạn bè của tôi đều sử dụng, nhưng theo tôi, Facebook thật nhàm chán. Gian, đến từ Brighton, chà, bạn đã thực sự khiến mình phải suy nghĩ lại, mình sẽ hủy kích hoạt tài khoản để xem mình như thế nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi phần hỗ trợ này. Chúc bạn làm tốt các bài tập trên sách học tạm biệt bạn